ba sai lầm thường gặp dù bạn đã mua được một chiếc xe tải cũ ưng ý. Thứ nhất, mua phải một con xe tải cũ chất lượng kém mà cứ nghĩ nó tốt. Và khi gặp phải những cái chiếc xe như thế thì anh em hãy chú ý xem lại những yếu tố về máy, những yếu tố về số, những yếu tố về lái, những yếu tố về phanh. Tại vì đơn giản ấy, khi đi mua một chiếc xe dù cũ hay mới ấy, chả có một cái gì nó gọi là đúng theo ý mình 100% cả. Chúng ta vẫn cần phải bảo dưỡng và xử lý thì nó mới đáp ứng tốt cái công việc của chúng ta hàng ngày được. Về hệ thống lái anh em xem có nhao lái hay không, nguy hiểm cực kỳ luôn. Về hệ thống số anh em tiến lùi và lên từng số một xem có bị nhảy số hay không, hãy xử lý luôn, tránh càng ngày càng nặng càng hỏng thêm. Về hệ thống phanh cũng vậy, phanh thì thực sự là đổ đèo mà không có phanh thì toang rồi đúng không, kiểm tra luôn. Và về động cơ, kiểm tra xem nhiên liệu nó có ăn đều hay không, bốn máy thì các máy có hoạt động đều hay không, nước lôi và dầu máy cần phải đủ thì mới có thể di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường được. Sai lầm thứ hai đó là bạn quá tập trung vào cái giá cả bạn mặc cả, rồi là bạn cân đo đong đếm quá nhiều. Bạn thấy rằng chiếc xe này có vẻ tốt đấy, giá cao hơn các con khác, cứ nghĩ rằng con đấy là tốt rồi. Đôi khi bạn bỏ qua những yếu tố khác dẫn đến là tình trạng lại quay về cái câu hỏi đầu tiên, cái sai lầm đầu tiên. Sai lầm thứ ba đó là vừa mua xe xong nhưng mà không kiểm tra trực tiếp nước lôi dầu máy luôn và tất cả phanh theo hệ thống máy phát hoạt động còn tốt không, đèn đóng xi nhan đèn còi có ổn không, dẫn đến tình trạng chưa đi đến nhà vừa ra khỏi salon là đã phải làm đường rồi. Cảm thấy rằng cái cảm giác lúc đấy nó vô cùng khó chịu và bức bối, tại vì mình đi mua xe mấy cái trăm triệu dù nó ít hay nhiều tiền không cần biết nhưng mà chưa về đến nhà mà nó đã hỏng rồi là đã không khoái không thích rồi, ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý sử dụng xe. Cho nên khi đi mua xe mua được rồi vẫn phải kiểm tra lại tất cả tổng thành, đừng quên anh em nhá. Anh em đã mua được xe chưa? Bình luận phía bên dưới dòng xe anh em đang tìm kiếm anh em nhá.